Đây là cổng trại giam của Tổng Bí thư Trần Phú. Cái khu này nó nằm ở trong Bệnh viện Nhiệt đới quận 5. Khi mà đi vào trong Bệnh viện Nhiệt đới thì mình sẽ thấy được cái khu trại giam này, số 190 đường Hàm Tử, phường 1, quận 5. Di tích lịch sử quốc gia, khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán, nơi đồng chí Trần Phú hy sinh ngày 6 tháng 9 năm 1931. Rồi nha. Ở phía bên đó, ở trong đó là khu trại giam nữ. Rất là xưa. Đúng là đồ cổ. Đây là bức tường trại giam. Ở phía bên trong trại giam nè, có nhang ở đây nữa, ai muốn thắp thì thắp. Đây là nơi mà giam Tổng Bí thư Trần Phú. Cái kiến trúc này xưa lắm rồi, lâu lắm rồi. Một cái trại giam nằm ở trong bệnh viện. Bệnh viện này là Bệnh viện Nhiệt đới quận 5. Nhìn ở phía bên trong. Ồ. Thấy mấy cánh cửa không? Cũ rồi. Những cái gông cửa nó bị rỉ sét. Tường thì cũng nứt rồi. Kiến trúc rất là cổ. Nơi này là bức tường rêu phong. Để đi dọc theo khu trại giam thử. Đúng là khu di tích. Đây là khu di tích cấp quốc gia luôn á. Rất là có giá trị về văn hóa. Không không có đi vào trong được, chỉ đứng ở ngoài ngắm được thôi. Tới đây là hết rồi. Không có đi vào bên trong được, chỉ đứng ở ngoài nhìn vô thôi. Giờ mình sẽ đi ra ngoài khuôn viên. Đó, khuôn viên. Xung quanh trồng cây cối rất nhiều luôn. Và ở đây nè, có tượng của Tổng Bí thư Trần Phú. Tượng của ông năm 1904 mất năm 1921, vậy là 27 tuổi ông đã hy sinh rồi, rất là nhanh luôn. Nơi này cũng là một cái khuôn viên của Bệnh viện Nhiệt đới. Khuôn viên rất là đẹp. Bệnh viện Nhiệt đới rộng ghê.
Mọi người đẹp nha. Ở phía đằng đây nè, có cái chùa ở đây nữa nè, có một cái miếu ở đây nè. Cái miếu này nằm ở trong bệnh viện luôn, giống như kiểu là người ta ra người ta thắp nhang, người ta cầu may cho gia đình dòng họ của họ. Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đó là ở phía trước chánh điện. Tượng của Đạt Ma Sư Tổ. Có người ta thắp nhang nè, để cầu an cho con cái, cháu hoặc là người thân của họ nằm ở trong đây mau khỏi bệnh. Thì người ta thắp nhang cho Đạt Ma Sư Tổ, cũng như là có Phật ở phía bên trong. Tập tổ chén ở đâu ạ? À? Đi về. Dạ dạ được rồi con đem về. Để đi vào thành phố. Mình ở phía bên trong điện thờ hộ pháp Quan Thanh Đế. Quan Thanh Đế Phật Dự Sư, đây là chánh điện nè, có Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật Thích Ca. Đây là bên trong bệnh viện nhiệt đới quận 5. Tiêu Diện Bồ Tát.